cầu thủ nói gì khi huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam? Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Linh đều bày tỏ sự tiếc nuối khi hay tin và khẳng định quyết tâm giành chức vô địch AFF Cup 2022 là món quà chia tay huấn luyện viên Park. Mãi nhớ những cơ hội được trao, nỗ lực cho giải đấu cuối cùng với thầy, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ. Trước khi hợp đồng hết hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, huấn luyện viên Park và đội tuyển Việt Nam sẽ cùng nhau chinh chiến tại AFF Cup 2022. Đây cũng là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam quyết tâm đòi lại chức vô địch. Các tuyển thủ Việt Nam cũng khẳng định mong muốn có một lời chia tay đẹp với thầy Park. Tôi cũng buồn và nuối tiếc vì chúng tôi đã có nhiều thời gian tập luyện và thi đấu dưới sự dẫn dắt của thầy. Nhưng dù sao, điều quan trọng lúc này là hướng về tương lai. Đội tuyển Việt Nam còn tham dự AFF Cup 2022 nên chúng tôi sẽ phải thi đấu thật tốt để có lời chia tay đẹp đẽ với thầy. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bày tỏ. Trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết, huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian còn lại của hợp đồng. Bởi vậy tôi cùng các đồng đội sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu tốt. Với cá nhân tôi, mỗi giải đấu ở cấp đội tuyển đều có những kỷ niệm đẹp cùng thầy. Để kể ra một chuyện cụ thể thì rất khó. Tôi trân trọng quãng thời gian được sát cánh cùng thầy Park. Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa bày tỏ, và ngày này cũng đến, ông ấy sẽ để lại nhiều lưu luyến và nhiều ký ức đẹp. Về phần mình, huấn luyện viên Park chia sẻ. Tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam với vai trò huấn luyện viên tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tôi luôn tập trung vào từng giải đấu. Dẫu cho kết quả có ra sao, tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự ủng hộ, hỗ trợ liên tục từ các cầu thủ, lãnh đạo và cán bộ nhân viên VFF cũng như người dân Việt Nam.